Bây giờ đến thăm nhà của bạn Trang, một trong những nhân sự rất là đắc lực luôn. Bạn Trang là một trong những nhân sự rất là cống hiến, hy sinh, phục vụ rất là tốt luôn. Bây giờ đến thăm nhà bạn Trang và cầu nguyện cho bạn Trang và cả nhà. Rồi, vô tới nhà của bạn Trang. Nhà của bạn Trang có đặc điểm là lót gạch này ngồi xuống rất là mát luôn, nhưng mà nhìn lên mới biết là có máy lạnh.